Hương là người mẹ Tào Tần đã sinh ra mỗi chúng ta, và tiếng hát ru ẩu ơ của mẹ ru ta từ thuở lọt lòng còn lắng đọng suốt cả cuộc đời. Quê Hương là người cha già bình dị như cây tre khóm trúc hiên ngang, vượt qua mọi bão táp phong ba lam lũ để nuôi ta khôn lớn. Quê Hương chứa đựng bao tình cảm bình dị thiêng liêng như vậy, cho nên dù đi đâu, ở đâu, mỗi người con đất Việt đều nhớ về quê cha đất tổ với tấm lòng trong sáng và tha thiết nhất. Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tâm. Cây có gốc mới trổ cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Con người nguồn gốc ở đâu, có tổ tiên trước, tiếp sau có mình. Mảnh đất quê hương, trái thơm quả ngọt, tình thương mặn mà. Nhắn người dẫu ở phương xa, nhớ về nguồn cội, nhớ về mẹ cha. Phạm Văn Quan cùng các thành viên ban xây dựng từ đường nhất tâm sửa biển Kim Ngân Hương đăng hoa trà quả phẩm các phẩm thi nghi bày lên trước án hiến cúng cờ vị tín chủ xin phép di chuyển bài vị đồ tự sự từ đường Phạm Tộc ngành hai giải phóng mặt bằng trùng tu xây dựng từ đường mới. Tâu Việt Nam Quốc Hải Phòng Thành Dương Kinh Quận Đa Phúc Phường Phúc Hải Tổ Dân Phố Ba Y Vu Từ Đường Phạm Tộc Ngành Hai Sứ Cư Phụng Phật Thánh Tổ Tiên Cúng Giàng Xuân Thiên Cờ Vị Tiên xin phép di chuyển bài vị đồ tự sự tháo dỡ từ đường cũ giải phóng mặt bằng trùng tu xây dựng từ đường mới Kim Thần tín chủ trưởng ngành Phạm Văn Quan cùng các thành viên ban xây dựng các xây dựng ngành hai các gia chư nhân đảng chi phái nhất tâm sửa biển Kim Ngân Hương đăng hoa trà quả phẩm các phẩm chi nghi bày lên trước án hiến cúng các quan cờ vị tiên xin phép di chuyển bài vị đồ tự sự tháo dỡ từ đường cũ giải phóng mặt bằng trùng tu xây dựng từ bường từ đường mới cầu đắc bình an khang cát sự cũng thỉnh ngài đức bản liên thiên quan triệu vương hành khiên thái tuế chi đức tôn thần đức bản cảnh thành hoàng phúc hải chính từ hiền huệ nam hải công chúa đại vương tôn thần an hạ chứng minh cung thỉnh đức bản sư thổ địa long mạch tôn thần thổ công đông chủ tư mạnh định phúc tao quân hoa sinh định độc thiên tôn thần tài chúa đất ngũ tự gia thần tiền chủ hậu chủ đồng nai chứng giám phù chỉ cho ban xây dựng phù trợ thợ chủ thợ thuận hòa tháo dỡ được an toàn thuận lợi kính thỉnh đức tiên tổ ngành hai Phạm Hoàng Tín tự trung hậu Phạm Công tự huyền thịnh Phạm Đức Trạch Cần Vương Phạm Công tự trung cội ngành hai Phạm Tộc phù trì cho ban khánh tiết cùng toàn gia con cháu thực hiện mọi công việc được thuận lợi hanh thông cảm tạ chư vị thánh thần phù trì chi dư phúc. Việc họ là việc làm tình nghĩa, là đạo lý của người cùng dòng họ đối với tổ tiên nòi giống. Thờ cúng tổ tiên, chăm lo việc họ là một nét đặc sắc thuộc văn hóa truyền thống của con người Việt Nam.
ai cũng biết, có tổ tiên mới có cụ kỵ, có cụ kỵ mới có ông bà mới có bố mẹ mới có mình. Ai cũng biết công lao sinh thành, dưỡng dạy, phù hộ độ trì của các thế hệ đi trước là vô cùng to lớn. Đất nước ta trải qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Lịch sử dân tộc cũng như các dòng họ có lúc suy, lúc thịnh. Để tồn tại và phát triển được như ngày nay, các dòng họ đều đã đóng góp không biết bao nhiêu mồ hôi, công sức và cả xương máu của mình cho đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do. Vì thế, từ trong tâm khảm của mỗi người, dù nói ra hay không nói ra, ai cũng muốn mỗi dòng họ có được một ngôi nhà để thờ các bậc tiên linh tổ phụ. Nhà thờ họ là mái nhà chung, là nơi để hàng năm con cháu các thế hệ về làm lễ dâng hương tạ ơn tiên tổ. Nhà thờ còn là nơi hội họp của dòng họ, bàn kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế sách giáo dục con cháu sống có đạo lý, hòa hợp với cộng đồng, vươn lên không ngừng trong cuộc sống. Chùm khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về dập bươm vàng bay, quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm nước ven sông, quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre, quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm, quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Không lớn nổi thành người, quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre, quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm, quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ. Không lớn nỗi thành người. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về dập bươm vàng bay, quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông, quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre, quê hương là
đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành không lớn nổi thành người. Nhớ đến nguồn, mộc xuất thiên cho do hữu bản, thủy lưu vạn phái tổ tông nguyên. Cây mọc nghìn cành nhờ có gốc, nước chảy vạn nơi bởi có nguồn. Vì thế thờ cúng tổ tiên là nghĩa vụ của mọi người trong cùng một dòng họ. Bất cứ thời nào, khi đất nước thanh bình, điều kiện cho phép thì con cháu phải có nghĩa vụ xây dựng, tu tạo lăng mộ tổ tiên, nhà thờ họ. Coi đây là nghĩa cử, làm người là việc thể hiện lòng tri ân
của các thế hệ sau đối với tiên linh tổ phụ của mình. Người xưa quan niệm âm phủ dương trợ, dù làm việc gì, dù cố gắng bao nhiêu, nhưng tiên linh tổ phụ không phù hộ độ trì thì cho dù thành công đến mấy cũng không trọn vẹn. Vạn đại càn khôn hưng kiến tạo, cửa tiên nhật nguyệt đức lưu quang. Muôn đời khi hưng thịnh phải lo xây dựng tu bổ nhà thờ họ. Việc làm ấy sáng mãi tới chín phương trời. Chúng ta sẽ thấy có lỗi với lương tâm khi khối óc con tim ta còn biết nghĩ đến điều phải trái, biết mưu cầu hạnh phúc cho đời ta mà quên việc tri ân tiên linh tổ phụ, quên đi nghĩa vụ với dòng tộc, với cộng đồng làng xã. Toàn thể họ tộc quyết tâm chung tay góp sức xây dựng nhà thờ họ là để mỗi khi Tết đến xuân về, mỗi khi giỗ tổ, con cháu cùng về đây thắp hương lễ tổ, cho tâm mỗi người chúng ta trong sáng hơn, sống có đức hơn, có trách nhiệm hơn với dòng tộc, với làng xã. Thank you.
giữa xanh thương nhiều chiếc áo bà ba vai nâng gánh lúa lúc tan chờ chiều bên mái tranh nghèo nghe bìm bìm treo nước lớn nước sâu sương đêm trăng rằm soi lúa âm thanh rầm ra gào tranh trôi đẹp lắm quê hương thôn trắng tuyệt vời câu hát thay lời tình quê ngọt bùi dù xa xôi nhớ ngày trong nôi nghe tình quê hương gọi mãi trong đời dù xa xôi nhớ ngày trong nôi nghe tình quê hương gọi mà xanh mãi, thắm mắt cả đời tôi.
tiên đẳng nhất tâm sửa biển kim ngân. Hương đăng hoa trà quả phẩm các phẩm chi nghi bày lên trước án hiến cúng cả vị tiên lễ thượng lương cất ra tiên tổ cao cao chi tổ cao thẳng tổ khảo ba thúc huynh đệ. Quý vị, thưa các bạn, ở thời điểm này, nhờ có chủ trương chấn hưng văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, nên từng dòng họ, từng làng xã và cả đất nước đều đang sửa chữa khôi phục lại đình chùa, miếu mạo. Những khu di tích lịch sử văn hóa của địa phương được khôi phục lại, đời sống tâm linh của con người được chú ý và coi trọng hơn. Cũng như bao dòng họ khác thì quê hương ơi có tự bao giờ, kính ơn mẹ Âu Cơ từ hồi sinh chăm chưng. Khi trời đất sinh ra đã có mưa, có nắng, có cay đắng buồn vui lẫn cả khổ đau. Từ thuở ấy trời đất đã không ở gần nhau, người ở lại
đất vẫn là muôn thuở. Cây có cội mới nảy cảnh xanh lá, nước có nguồn mới bẻ cả sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu, có từ tiên tổ, rồi sau có mình. Cây đa bến nước sân đình, mái chùa cổ kính nặng tình quê hương. Ước mơ xây dựng từ đường của bao con cháu khói hương phụng thờ. Bao năm khao khát đợi chờ để niềm vui đến bất ngờ hôm nay. Đẹp nơi thờ phụng tổ tông, ấm tình dòng tộc thỏa lòng cháu con. Là nơi tưởng nhớ công ơn, cũng là giáo dục cháu con trưởng thành. Có cây thì mới có cảnh, tự hào tiên tổ khoa danh một thời. Tổ tiên hai chữ sáng ngời, nguyện cầu phù hộ đời đời cháu con. Một lòng một dạ sắt son, đắng cay chia sẻ, vui buồn có nhau. Từ đường đẹp mãi mai sau, bởi tình đoàn kết trước sau một lòng. Tổ tông đã để công đức ngàn năm quang vinh, con hiền cháu thảo muôn đời thịnh vượng. Được sự động viên cổ vũ của mọi người trong dòng họ, cả người ngoài họ. Ngoài khẩu phần xuất đinh phải đóng góp, đã xuất hiện nhiều tấm lòng hảo tâm công đức của con cháu ở quê hương, cũng như con cháu sinh sống xa quê. Ai có của thì góp của, ai không có của thì góp sức bằng ngày công lao động. Đóng góp cùng mọi người để cùng nhau xây dựng nơi tâm linh, cúng thờ tiên tổ. Những tấm lòng vàng này, ban tổ chức chúng tôi xin ghi nhận và lưu lại sự vàng truyền thống của dòng họ để con cháu muôn đời học tập. Dù khó khăn, nhưng toàn dòng họ như đang được sưởi nóng bằng bầu nhiệt huyết của tổ tông. Đồng sức, đồng lòng, bằng mọi quyết tâm và nghị lực, việc xây dựng ngôi tử đường dòng họ cơ bản đã hoàn thành theo thiết kế và yêu cầu đề ra. Nghĩa mẹ như nước
sinh dưỡng đó mới là hiền nhân. Vì đâu ăn nên người tài ba hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ngôi tử đường của dòng họ đã được khang trang dựng lên. Trong ánh mắt nụ cười trên từng khuôn mặt, trong niềm vui ánh nắng chan hòa. Quý vị, thưa các bạn, có được thành quả như ngày hôm nay, mỗi chúng ta là người con cháu của dòng họ phải hiểu được rằng việc thiết kế và xây dựng tử đường phải biết kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, đẹp mà chắc chắn, giữa trước mắt và lâu dài, thể hiện được tính văn hiến và truyền thống của dân tộc. Ngôi tử đường đã đặt ở một vị trí trang trọng
trong một quy hoạch tổng thể. Ta phải giáo dục các thế hệ con cháu mai sau về ý chí khắc phục khó khăn, truyền thống hiếu học, tôn trọng và trao dồi trí thức, rèn luyện đức tài, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành trong công việc, sống có ích cho xã hội và gia đình. Phấn khởi này, dòng họ đã mời thầy cùng pháp sư và các tín đồ Phật tử cùng anh em con cháu trong dòng họ tiến hành làm lễ cung minh tổ tiên. Vậy là từ nay khi anh em con cháu dù có đi xa về gần, rất thuận tiện cho việc hương khói tổ tông sau này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thiếu
những chi tiết cái việc đóng góp thông tin công bố công khai biểu dương cái tấm lòng thành kính của chúng tôi đây. Như vậy còn phải chờ xem khi nào cái cách này cái tình hình như vậy này nó thật là được phép chúng ta phải được cái này để chúng tôi hướng này có thể còn lâu dài, bởi vì thế này cái giãn cách này cái quy định này chắc là không phải một sớm một chiều mà có cứ chờ đấy sang năm nữa đó thì cũng là cái chuyện đó cũng khó khăn cho mình và như vậy ta thì cố gắng cháu hôm nay nhà cháu bố cháu người hai con cháu đã cũng đóng luôn là ba bố con là 9 triệu tồn tại người nữa kia thì khác thì cháu cũng rất chú rồi bây giờ cháu chỉ thông báo này để cho các ông và các chú liên quan đến vấn đề đóng góp ấy đã in ở ngoài kia là danh sách những người đã nộp tiền. Thank you.
chuẩn bị cho ngày tổ chức lễ khánh thành đã hoàn tất. Và hôm nay, ngày Thanh Long Hoàng Đạo, tất cả ông bà, cha mẹ, anh em con cháu nội ngoại gần xa của dòng họ lại có dịp trở về thăm quê hương, đất nước và chuẩn bị long trọng tổ chức lễ khánh thành từ đường dòng họ. Cũng đã tới. Vâng, xin quý vị những tràng pháo vỗ tay để thay cho những lời chúc mừng. Cho lễ khánh thành từ đường ngày hai vạn tông của chúng ta sẽ được thành công viên mãn. Kính thưa quý vị thân mến, đúng là cây tỏa trong cành do gốc vững, nước tuôn nhiều nhánh ở nguồn sâu, cây có gốc mới tất cảnh xanh lá và nước có nguồn mới bể cả sông sâu. Vâng, con người nguồn gốc từ đâu, có tổ tiên ông bà cha mẹ thì mới sinh ra chúng mình. Vâng, thưa quý vị, phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp từ ngàn xưa để lại, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, thì tất cả các con các cháu trong ngành hai phạm tộc đã góp công góp của xây dựng lên một ngôi tử đường khang trang to đẹp để tri ân tiên tổ. Thưa quý vị, và sau một khoảng thời gian xây dựng thì cho đến ngày hôm nay, tử đường ngành hai phạm tộc đã được lễ khất băng khánh thành. Và về dự với lễ khất băng khánh thành tử đường ngành hai phạm tộc ngày hôm nay
Chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón và trân trọng giới thiệu có sự diện của ông Bùi Văn Thúy, Bí thư chi bộ Phúc Hải 1, Tổ trưởng Tổ dân phố Phúc Hải. Chúng tôi nồng nhiệt chào đón và trân trọng giới thiệu có sự diện của ông Phạm Văn Mạnh, Ủy viên Hội đồng họ Phạm Việt Nam, thành phố Hải Phòng. Chúng tôi trân trọng giới thiệu có sự diện của cụ Phạm Quang Kiêm, thay mặt cho Hội đồng gia tộc Phạm tộc. Chúng tôi trân trọng giới thiệu có sự diện của ông Phạm Văn Bắc, trưởng Phạm tộc. Chúng tôi trân trọng giới thiệu có sự diện của các vị đại biểu đại diện cho các ngành Phạm tộc. Ông Trần Văn Quyến đại diện cho ngành họ Trần Quang. Cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, các con, các cháu trai, cháu dâu, cháu rể, nội ngoại, ngành hai Phạm tộc đã về dự lễ cắt băng khánh thành. Đề nghị quý vị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cụ Phạm Văn Thiện thay mặt cho Hội đồng gia tộc ngành 2 lên đọc diễn văn cắt băng khánh thành từ đường ngành 2. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, quý khách, kính thưa các ông, các bà, anh chị em, con cháu tổ ngành 2 Bảo Phạm. Hôm nay ngày 26 tháng 9 năm Tân Sửu, con cháu ngành 2 họp Phạm hân hoan cùng nhau họp mặt và long trọng tổ chức lễ khánh thành ngôi từ đường mới. Đây là một sự kiện vô cùng quan trọng, một dấu mốc rạng rỡ sáng ngời của quá trình chung tay vun đắp xây dựng cội nguồn của con cháu ngành 2 họp Phạm. Nhìn lại lịch sử dòng họ Phạm làng Phúc Hải đã có từ vài trăm năm. Trên bia đá dựng trong từ đường của họ năm 1894, niên hiệu thứ 5 vua Thành Thái, Thủy Tổ là Phạm Công Tử Huyền Nguyên, Tổ Bà là Trần Thị Triều hiệu Tử Nhân. Họ có 6 ngành, sau ngành trưởng thứ nhất, ngành ta là thứ hai. Cao Tổ ngành 2 họ Phạm là Phạm Công Tử Hoàng Tín. Trải qua 5 tháng, qua nhiều thế hệ, các bậc tiền nhân đã dày công trồng cây phúc đức, xây dựng quê hương, xây dựng nghĩa tình họ tộc thân thương, lưu truyền để lại đời đời cho con cháu. Nền thọ đức ông cha đã dựng, đạo tôn thân con cháu đừng quên. Con cháu tổ ngành 2 họ Phạm luôn phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn. Hàng năm đến ngày 25 tháng Giêng, tụ hội dâng hương tri ân công đức tổ tiên, giao lưu họp mặt, tăng cường tình đoàn kết gắn bó nghĩa tình họ tộc. Do đời sống khó khăn nhiều năm, ngành 2 họ Phạm không có từ đường. Đến năm 2001, con cháu trong ngành cùng nhau góp công góp tiền xây dựng ngôi từ đường trên đất nhà trưởng họ. Tuy còn đơn sơ là ngôi nhà cấp 4 nhưng đã mang đậm nghĩa tình thành kính với tổ tiên, đồng thời thể hiện sâu sắc tinh thần đoàn kết gắn bó giữa những người con cùng chung một cội nguồn. Những năm tiếp theo tiếp tục đóng góp xây dựng sân cổng từ đường nghĩa trang năng mộ của ngành. Đến nay đã 20 năm ngôi từ đường xưa đã xuống cấp. Một lần nữa con cháu tổ lại đồng tâm nhất trí xây dựng lại từ đường với quy mô bề thế vững bền, xứng tầm với sự phát triển của quê hương. Sau hơn 6 tháng triển khai xây dựng, ngôi từ đường mới rực rỡ khang trang, đậm đà bản sắc dân tộc, nổi bật giữa vườn cây sum xuê xanh mát. Trên hai cây đèn trước cửa từ đường nổi bật đôi câu đối: mộc xuất thiên chi do hữu bản, thủy lưu vạn phái tổ tống nguyên. Nghĩa là cây trung nghìn nhánh sinh từ gốc, nước chảy muôn dòng phát tại nguồn. Đây là điều khẳng định từ đường thờ phụng tổ tiên chính là nơi cội nguồn của mọi người con cháu tổ. Chúng ta
hết sức vui mừng. Từ nay đã có ngôi từ đường mới. Đây là kết quả của sự đoàn kết đồng lòng của cả cộng đồng con cháu tổ. Chúng ta nhiệt liệt biểu dương những đóng góp công đức cung tiến của mọi thành viên con cháu tổ, đặc biệt là những tấm gương tiêu biểu như cụ Bùi Văn Thắng, cháu ngoại đã công đức 13.400.000 đồng và cung tiến khám hờ trị giá 17 triệu đồng. Ông Phạm Văn Hiền, 95 tuổi, với đồng lương hưu ít ỏi đã đóng góp định suất lần 1 cộng lần 2 8 triệu đồng và cung tiến bức quân thư trị giá 12 triệu đồng, công đức tiền mặt 1 triệu đồng. Gia đình ông Phạm Văn Thiện đã đóng góp định suất lần 1 cộng lần 2 24 triệu đồng, công đức 65 triệu và cung tiến đôi câu đối trị giá 13 triệu đồng. Và hôm nay ngày khánh thành đã cung tiến đôi đèn đồng 7 triệu đồng. Gia đình cháu Phạm Thị Thắng công đức 25 triệu đồng và cung cấp toàn bộ gỗ cho công trình trị giá 294 triệu 200 nghìn đồng. Đến nay vẫn còn 194 triệu 200 nghìn đồng chưa thanh toán hết. Gia đình cháu Phạm Văn Hưng hoàn thành xuất tinh lần 1 cộng lần 2 16 triệu đồng và công đức 10 triệu đồng, đồng thời tạm ứng cho công trình vay 50 triệu đồng. Gia đình cháu Phạm Văn Hoàn hoàn thành 10 triệu tiền xuất tinh, còn công đức 1 triệu đồng và cung tiến đôi câu đối trị giá 12 triệu đồng, đồng thời ứng cho công trình vay 30 triệu đồng. Gia đình cháu Phạm Văn Phạm hoàn thành xuất tinh 10 triệu đồng cùng với cháu Phạm Văn Hiệp cung tiến cửa võng trị giá 20 triệu đồng. Hai cháu Phạm Văn Trường và Phạm Văn Lộc, thế hệ trẻ con cháu tổ, đã hoàn thành xuất tinh 20 triệu, công đức 5 triệu và cung tiến bức đại tự phụng thờ tiên tổ trị giá 15 triệu đồng. Đặc biệt gia đình các cháu Phạm Văn Khoan, Phạm Văn Thông, Phạm Văn Thỏa đã hoàn thành 35 triệu tiền xuất tinh, còn cung tiến ban thờ trị giá 22 triệu đồng, nền gạch từ đường 10 triệu 400 ngàn đồng. Riêng gia đình cháu Phạm Văn Thông hiến 8 mét đất để mở rộng khuôn viên từ đường trị giá 120 triệu đồng. Gia đình cháu Phạm Văn Thảo hoàn thành xuất đinh 5 triệu và công đức 10 triệu đồng. Cháu gái Phạm Thị Tình ở Mỹ đã gửi về công đức 10 triệu đồng. Cháu Phạm Thị Hà ở Hải Phòng công đức 10 triệu đồng. Ông Nguyễn Đức Chuyên ở An Dương là cháu ngoại đã công đức 8 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Cúc ở cháu ngoại ở An Dương cũng đã công đức 6 triệu đồng. Và hôm nay trong ngày lễ khánh thành cũng tiếp tục công đức. Cháu ngoại Trần Văn Động, bí thư đảng ủy phường, công đức 5 triệu đồng. Và nhiều cháu gái công đức 5 triệu, 3 triệu. Vì thời gian có hạn nên tôi không thể nêu lên được hết. Tất cả tiền công đức, cung tiến, đồ thờ và đóng góp định suất tính đến ngày trước ngày khánh thành là trên 700 triệu đồng. Đã lập thành danh sách lưu trữ trong bảng vàng để lưu truyền mãi mãi cho thế hệ mai sau. Tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương những tấm lòng nhiệt tình, thành kính đối với tổ tiên của toàn thể con cháu tổ. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thành viên trong họ, thành công của việc xây dựng từ đường là công sức chung của cộng đồng con cháu tổ, trong đó đặc biệt là sự cống hiến vô tư của các cháu Phạm Văn Khoan, Phạm Văn Thông, Phạm Văn Thỏa, Phạm Văn Thoạt, Phạm Văn Hưng, Trịnh Thị Lương suốt 6 tháng xây dựng công trình, luôn săn sóc, quán xuyến, tìm kiếm mẫu mã, chữ nghĩa, giám sát, động viên đội thợ, trực tiếp làm nhiều phần việc, đóng cọc, san nền, lắp đặt nội thất, mua sắm vật tư. Các anh, các chị đã coi việc họ là việc nhà, không tính toán so đo, sự cống hiến đó là vô giá, đã góp phần quan trọng cho việc xây dựng thành công từ đường. Tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt biểu dương sự cống hiến vô tư của các anh các chị.
về dự lễ khánh thành từ đường mới của ngành 2 Hòa Phạm có các đại biểu, quý khách, các ông và các ủy chính quyền tổ dân phố, ông đại diện cho hội đồng dòng họ Phạm thành phố Hải Phòng, các ông cho ban khánh tiết Phạm tộc Phúc Hải, các ông đại diện các ngành của họ Phạm Phúc Hải. Thay mặt cho cộng đồng, con cháu ngành 2 Hòa Phạm xin trân trọng cảm ơn tình cảm chân tình yêu thương của quý vị. Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể con cháu tổ ngành 2 Hòa Phạm mạnh khỏe, vạn sự bình an, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Bây giờ chúng tôi xin được cảm ơn phần đọc diễn văn lễ khánh thành của cụ Phạm Văn Thiện. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời ông Phạm Ngọc Hoạt lên đọc báo cáo thu chi xây dựng ở từ đường. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí đại diện cho chính quyền cơ sở, kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho các ngành Phạm tộc, kính thưa các bác, các chú, các anh, các chị và các cháu. Hôm nay trong không khí phấn khởi vui mừng cắt băng khánh thành từ đường ngành 2 Phạm tộc, với tư cách là bản thân cá nhân, tôi xin gửi tới các vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, các vị quý khách, các con, các cháu trong ngành 2 Phạm tộc lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các vị đại biểu, tân quý khách, kính thưa ngành họ, ngành 2 Phúc Hải, sau 96 ngày đêm vượt qua nóng lực, mưa dầm, gió bấc, bão táp, vượt qua đại dịch Covid-19, anh em con cháu trong ngành 2 Hòa Phạm đã chung sức chung lòng vượt qua tất cả khó khăn, đặc biệt là khó khăn về tài chính, để xây dựng nên một từ đường khang trang, đẹp đẽ như ngày hôm nay. Điều đó khẳng định đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công. Nói về ngành 2 Phúc Hải, các vị đại biểu, con cháu trong họ ai cũng biết rằng người thì ít, khả năng tài chính thì có hạn, nhưng quyết tâm làm được từ trường hôm nay. Điều đó khẳng định và minh chứng tinh thần đoàn kết vượt lên khó khăn thách thức để xây dựng một ngôi từ đường để tri ân công đức của tổ tiên đã để lại cho con cháu giang sơn gấm bắc như ngày hôm nay, và con cháu tiếp tục phát triển tốt đẹp hơn nữa. Thay mặt cho ban xây dựng, tôi xin được phép công khai tóm tắt thu chi trong quá trình tổ chức xây dựng từ đường ngành 2 Phạm tộc. Kính thưa các vị, kính thưa dòng họ, tổng số xuất tinh của ngành 2 rất nhỏ bé, có khi chỉ bằng một chi của các ngành trong Phạm tộc. Tổng số xuất là 90 xuất, tính từ các cháu ra đời trước và sau ngày khởi công xây dựng từ đường. Kế hoạch của ngành là 90 xuất đó nhân với lại 5 triệu thì được 450 triệu cộng với tiền công đức 192 triệu nữa thì cũng có thể xây dựng cái từ đường khoảng trên dưới 700 triệu. Nhưng quá trình thực hiện thì các cụ ta có câu là làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn, nhất là cái thị trường giá cả nó biến động liên tục, cho nên là có vượt chỉ tiêu khoảng hơn 200 triệu.
thì báo cáo với các vị là với một cái số người như thế, sinh như thế mà xây dựng như thế thì không thể sao tránh khỏi được cái ông về tài chính. Thì hôm nay xin thay mặt cho ban đại ban xây dựng xin công bố như sau. Cái xuất đinh là có thu được 295 triệu cộng với tiền công đức của hai kỳ trước khi phát động xây dựng nhà thờ và sau khi động thổ thì ta mới thu được, cộng tất cả vào mới thu được số tiền rất ít là 513 triệu, cộng các khoản vào 513 triệu mà chúng ta chi từ chứng từ số 1 đến chứng từ số 73 là hết 957 triệu. 957 triệu là chi và thu chỉ có 513 triệu. Như vậy đến giờ phút này là ngành họ quá trình xây dựng còn âm 443 triệu. Thì đấy là cái số tiền mà âm. Thế nhưng mà thay mặt cho ban xây dựng, chúng tôi vẫn hy vọng rằng là 90 xuất đinh hiện nay mới có 61 xuất đinh nổ 5 triệu. Còn lại gần 30 xuất đinh nữa, nếu như thu hết thì sẽ được 150 triệu. Sau khi mà cái số âm nó lớn như thế thì hội đồng ngành đã họp và biểu quyết mỗi xuất đinh thêm 3 triệu nữa. 3 triệu nữa mà nhân với lại 90 xuất thì sẽ có 270 triệu nữa. 270 triệu nữa cộng với 150 triệu của đợt 1 xuất đinh là 5 triệu thì chúng ta có hơn 400 triệu nữa. Thì chúng ta có thiếu 443 triệu thì cái chuyện đó là rất là đơn giản. Và kính thưa các vị đại biểu, thay mặt cho ban xây dựng thì chúng tôi báo cáo công tác như thế. Cái số hiện nay là 443 triệu nhưng mà hy vọng rằng sau lễ khánh thành hôm nay, con cháu anh em trong dòng họ quyết tâm đóng góp tiếp và hy vọng rằng là cái việc xây dựng từ đường của ngành họ, ngành hai Phạm Tộc sẽ hoàn thành tốt đẹp. Và có thiếu thì cũng rất là cái số tiền rất ít. Thì một lần nữa xin thay mặt cho ban xây dựng công khai chính thức việc thu chi của quá trình xây dựng từ đường và tất cả thu chi đã được niêm yết ở bảng bên trái của nhà thờ. Nếu như là con cháu anh em trong dòng họ có điều gì thấy rằng chưa đúng thì xin có ý kiến. Cắt băng lễ khánh thành từ đường ngành hai Hòa Phạm thay mặt cho ban xây dựng và với tư cách là cá nhân xin kính chúc các vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, các chú, các bác, anh chị em, con cháu trong ngành hai Phạm Tộc mạnh khỏe, đoàn kết và thành đạt. Xin cảm ơn. Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn phần báo cáo kết quả thu chi xây dựng từ đường của ông Phạm Ngọc Hoạt. Và tiếp theo chương trình thì chúng tôi trân trọng và kính mời cụ Nguyễn Văn Chuyên là cháu ngoại lên có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời cụ. Kính thưa các quý vị, quý khách, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh chị em có mặt hôm nay, được phép, được sự cho phép của ban tổ chức, hôm nay đứng trong ngôi từ đường nghiêm trang bề thế của ngành hai Hòa Phạm trước án thờ Tiên Linh với khói hương nghi ngút lan tỏa, hương thơm mang đậm sự tôn nghiêm và tràn đầy tình thương yêu thân ái của họ tộc chúng ta. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên xin gửi đến quý vị đại biểu, quý vị cao niên cùng toàn thể bà con nội ngoại lời chào trân trọng thân thương nhất. Tôi xin có được đôi lời bày tỏ lòng kính trọng và sự biết ơn sâu sắc đối với
phạm tộc, nơi mẹ tôi sinh ra, công đức sinh thành, dưỡng dục và luôn hướng về cội nguồn. Hôm nay trong ngày vui trọng thể này, chúng cháu, các con cháu tổ tiên về đây với những lễ vật mọn cùng những nén hương để tri ân công đức tiên linh đã phù hộ cho con cháu có được cuộc sống tốt đẹp và ngày càng phát triển không ngừng. Vui mừng khôn xiết vì các ông, các bà, các anh chị đã xây dựng nên một nơi thờ tự tiên tổ trang nghiêm to đẹp để hậu duệ mai sau thừa kế và hương khói. Từ đường ngành hai họ Phạm nhắc nhở con cháu nguyện sẽ mãi mãi đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau để đền đáp tri ân đấng sinh thành. Trân trọng bái đạt. Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn phần phát biểu của cụ Nguyễn Văn Chuyên. Và tiếp theo chương trình thì chúng tôi trân trọng và kính mời ông Phạm Văn Mạnh, Ủy viên Hội đồng Họ Phạm Việt Nam, thành phố Hải Phòng, lên có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, kính thưa các vị đại diện cho Đảng ủy, chính quyền và ban ngành phường Đa Phúc cùng tổ dân phố Phúc Hải 3, quận Dương Kinh. Kính thưa các vị khách quý đại diện cho hội đồng gia tộc các dòng họ trong cùng phường Đa Phúc. Kính thưa ông Phạm Văn Bắc, Chủ tịch Hội đồng gia tộc, ông Phạm Văn Bắc, trưởng họ đời thứ 14 và ông Phạm Văn Quan, trưởng ngành 2 đương nhiệm của dòng họ Phạm Phúc Hải. Kính thưa toàn thể các ông, các bà trong ban thường trực Hội đồng gia tộc, trưởng 6 ngành và toàn thể tộc viên họ Phạm Phúc Hải. Cho phép tôi thay mặt ban thường trực Hội đồng họ Phạm thành phố Hải Phòng được gửi tới Hội đồng gia tộc dòng họ Phạm Phúc Hải nói chung và ngành 2 nói riêng lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp khánh thành từ đường mới của ngành 2 dòng họ Phạm Phúc Hải. Dòng họ Phạm Phúc Hải, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh là một trong những dòng họ lớn và lâu đời trong phường và trong thành phố. Năm 2018, họ ta đã xây dựng lại nhà thờ tổ to đẹp, mở rộng khuôn viên, sửa sang lăng mộ tổ. Năm nay, ngành 2 xây dựng lại từ đường ngành, có được từ đường khang trang to đẹp như ngày hôm nay là nhờ thành quả đóng góp công sức, tiền của tất cả các tộc viên trong ngành, sự nhiệt tình phát tâm công đức của các thành viên là trai, gái, dâu rể các đời, cộng với sự năng động nhiệt tình của các thành viên trong ban xây dựng. Một lần nữa, xin được nhiệt liệt chúc mừng. Kính thưa quý vị, chúng ta đóng góp công sức, tiền của để tu bổ, sửa sang lăng mộ tổ, nhà thờ, bổ sung tộc phả, tộc ước nhằm phụng sự tổ đường, gắn kết các ngành, các chi phái, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chăm lo việc họ, xây dựng văn hóa dòng họ ngày càng lề lết, sánh vai cùng trăm họ trong phường ngoài xã, xây dựng cuộc sống mới. Hội đồng Họ Phạm Việt Nam là một tổ chức xã hội dòng họ của những người mang họ Phạm với phương châm hoạt động là kết nối, tri ân, đồng tâm, phát triển và có hệ thống ngành dọc theo 5 cấp. Một là Hội đồng Họ Phạm Việt Nam, hai là Hội đồng Họ Phạm các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, ba là Hội đồng Họ Phạm các quận huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, bốn là Hội đồng Họ Phạm các xã, phường, thị trấn, năm là Hội đồng gia tộc các dòng họ Phạm. Hội đồng Họ Phạm thành phố luôn mong muốn Hội đồng gia tộc dòng họ Phúc Hải tiếp tục kết nối và tham gia các hoạt động của Hội đồng Họ Phạm các cấp. Chúng tôi tin tưởng dòng họ Phạm Phúc Hải ngày càng đoàn kết và phát triển. Một lần nữa, thay mặt Hội đồng Họ Phạm thành phố, tôi xin gửi đến lời chúc sức khỏe tới các vị khách quý và toàn thể đại gia đình họ Phạm ta luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn phần phát biểu chúc mừng
của ông Phạm Văn Mạnh, Ủy viên Hội đồng Hòa phạm Việt Nam, thành phố Hải Phòng. Xin được cảm ơn ông. Chúng tôi trân trọng và kính mời cụ Phạm Văn Thiện thay mặt cho Hội đồng Gia tộc ngành 2 lên trao chìa khóa cho trưởng ngành 2 Phạm Tổng. Trưởng ngành 2 Phạm Tổng. Vâng ạ, tiếp theo chương trình thì chúng tôi trân trọng và kính mời ông Phạm Văn Khoan sẽ có đôi lời phát biểu. Kính thưa toàn bộ dòng hòa bạn, kính thưa ban chính quyền của địa phương thay mặt hôm nay, bản thân tôi rất vui mừng khi được dòng hòa và các thành viên lên ngôi trường mới. Tôi bản thân tôi rất phấn khởi và tự hào. Hôm qua thì hết tôi sẽ nguyện tâm đức hương quái cho tổ tiên như thế. Vâng ạ, chúng tôi cảm ơn phần phát biểu của ông Phạm Văn Khoan. Và tiếp theo thì rất mong những lời phát biểu chúc mừng của tất cả các quý vị ạ. Có quý vị nào có những lời phát biểu chúc mừng không ạ? Và tiếp theo chương trình thì chúng tôi trân trọng và kính mời cụ Phạm Văn Thiện thay mặt cho Hội đồng Gia tộc ngành 2 sẽ lên có đôi lời phát biểu cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể thành viên quan cháu tổ ngành 2 Hòa Phạm. Hôm nay quan cháu tổ ngành 2 Hòa Phạm long trọng tổ chức lễ khánh thành từ đường mới. Chúng ta hết sức vui mừng từ nay đã có ngôi từ đường khang trang bền vững để thờ phụng tổ tiên. Để rồi mỗi người con cháu tổ dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi khi về quê hương Phúc Hải lại đến từ đường nơi cội nguồn dâng hương tri ân công đức tổ tiên. Trong buổi lễ khánh thành long trọng thiêng liêng, chúng tôi được đón các vị quý khách đến chung vui, chia sẻ, động viên với tình cảm thân thương sâu sắc. Đồng thời có hoa quà kính dâng lễ tổ. Tôi xin chân thành cảm ơn. Với con cháu tổ, chúng tôi tha thiết kêu gọi mọi thành viên con cháu tổ tiếp tục phát huy lòng thành kính đối với tổ tiên, hướng về cội nguồn, tiếp tục công đức. Các cháu trai phấn đấu hoàn thành đóng định suất lần hai là 3 triệu một suất đinh, để chúng ta có đủ kinh phí trang trải lợi lần để niềm vui mừng từ đường mới được trọn vẹn. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể các thành viên con cháu tổ mạnh khỏe, an khang. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, chúng tôi xin được một lần nữa cảm ơn phần phát biểu của cụ Phạm Văn Thiện. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần dâng hương lễ tổ. Tiếp đến là chương trình dâng hương cúng tổ của các chi các ngành cùng anh em con cháu lần lượt kính dâng lên ban thờ những nén hương trầm để kính cáo tổ tiên. Giờ đây trước bàn thờ tiên tổ, lòng thành với những nén hương trầm, anh em con cháu lần lượt kính dâng lên ban thờ. Một phần là lòng tưởng nhớ đến công đức của tổ tiên, nhưng cái chính là tấm lòng luôn hướng về cội nguồn của mình. Bởi vì cụ tổ của dòng họ được ví như một thân to cảnh khỏe vươn xa tan, gốc lớn rễ bền bám chắc sâu, rồi cả dòng họ sẽ mãi mãi trường tồn bởi luôn trọng đức dày tâm sang.
vì tổ đã ban cho ta bao tính hiền lành đức độ để cháu con được hưởng hạnh phúc dài lâu. Dù ta ở quê hương hay đi bất cứ nơi nào trên mọi miền tổ quốc và hải ngoại, càng không thể quên nơi quê cha đất tổ. Vâng, đã bao năm qua, hôm nay lại có ngày hội ngộ, ta dâng hương tưởng nhớ ơn người, vì tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã ban cho ta phúc ấm trên đời và phù hộ cho ta vượt muôn ngàn trùng gian khó. Dù đất khách xa xôi hay ngàn trùng giông tố, tổ tiên, ông bà, cha mẹ vẫn có bên ta mãi mãi sáng ngời. Quê hương tổ cố ngàn đời không quên. Huy truyền thống lâu dài, nhà nhà chung sức góp người góp công, tỏ phần con lạc cháu hồng, trồng cây trồng cảnh song song trồng người. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, khi ăn quả ngọt nhớ ơn người trồng. Từ đường dòng họ được ví như một vầng nhật nguyệt mười phương rạng rỡ, đức tổ tông muôn thuở sáng ngời, ngẩng trông phúc ấm nối đời, kính tiên linh tạ về nơi ban thờ, để con cháu khói hương phụng sự, ngàn năm sau xuân tự thu thường. Băn khoăn tự chỉ phế hoang, đến nay con cháu sửa sang khánh thành, kính thiết lễ chiêu nghênh yên vị, nước thần thông tẩy uế khai quang. Mừng nay xuân tiết vừa sang, gần xa tụ hội họ hàng đông vui. Ơn trời đất cao dày che chở, ơn tổ tiên phù hộ độ trì, ơn nhờ Đức Phật tử bi, ơn nhờ tiên tổ thần kỳ chứng soi. Cây vững cỗi thắm trời xanh lá, nước trong nguồn bể cả sông sâu. Chữ trung chữ hiếu làm đầu, ai không tâm niệm vì đâu có mình. Nay nhờ tiên tổ anh linh phù hộ, dìu cháu con tiến bộ trưởng thành. Trẻ già trai gái yên lành, gần xa tụ hội họ hàng đông vui. Với lễ mọn lòng thành, anh em con cháu kính cáo với tổ tiên. Cháu con nay bái yết dâng hương tổ, sum họp đẻ huề tiết xuân sang. Ban thờ rạng rỡ hương hoa tỏa, công đức ơn người sáng trí nhân. Con cháu đời đời luôn nối tiếp, trọn tình nhân nghĩa hợp lòng dân. Trung chính quyết nghi xin giữ trọn, vững bền non nước với toàn dân. Làm con phải yêu, ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người hỡi đừng quên.